Linh hồn các bạn có đang mệt mỏi không? Bạn có cảm giác đức tin mình đang bị đuối sức, mệt mỏi không? Hỡi anh em, tôi muốn biết các bạn biết chắc rằng đời sống của các bạn sẽ trơn chui hơn nếu bạn đi theo con đường của thập tự giá Kinh thánh nói rằng L của Chúa chờ là sự ký ghi chép tình yêu Chúa chờ cho dân sự ngài trong bóng tối có trước từ khi vườn Eden đến đời đời. Bạn có giữ phần trong lờ đó, tôi cũng có mặt ở trong lờ đó và quan trọng hơn hết là Chúa chờ cũng có ở trong lờ đó. Đây là chương trình của Chúa chờ dành cho bạn và tôi cho thế gian và cho sự sống đời đời. Hãy à, giờ kinh thánh lên và nói rằng đây là chương trình Chúa chờ dành cho tôi, cho thế gian và cho sự sống đời đời. Trong sách Hebrew đoạn 12 câu 1, kinh thánh bảo rằng chúng ta hãy nên gỡ bỏ tất cả gánh nặng mà khiến chúng ta chậm lại trong cuộc đua thẳng tiến cùng với chúa chờ những sự lo sợ lo âu những sự rối xạ và gánh nặng ngày hôm nay nhiều người đầu tư nhiều về các hoạt động mang ý nghĩa kéo dài tuổi thọ và tăng trưởng thể lực nhưng họ lại bỏ rất ít thời gian để tăng trưởng đời sống tâm linh. Hỡi anh em, thật là một điều thiện cận để làm việc mệt nhọc để tăng trưởng đời sống này, nhưng lại không bỏ một thời gian nào để chuẩn bị cho đời sống đờ đờ. Trong Kinh Thánh sách Luca đoạn 18 câu 22, khi Chúa Giêsu khuyên bảo người trai trẻ giàu có bán hết tất cả tài sản của anh ấy và ban tiền cho người nghèo để anh ấy có của cải ở trên trời. Chúa Giêsu đơn giản bảo anh ấy rằng hãy quăng bỏ bất cứ điều gì trở nên quan trọng hơn là Đức Chúa Trời trong cuộc sống anh ấy. Rằng chúng ta phải quăng bỏ bất cứ điều gì trở nên trọng đại trong đời sống của chúng ta hơn là những tính chất tâm linh là chúa chờ đức chúa chờ trong sự lo âu thường lệ về việc gì ngày mai sẽ đem đến nhiều người đã trở nên những công cụ hữu dụng trong cánh tay của quỷ sa mà không hề hay biết chúng ta hãy học hỏi từ đấng cứu thế giêsu Ngài luôn luôn được tìm thấy trong vòng tay của Chúa chờ hơn là trong vòng tay của chính mình. Và đừng bao giờ lấy những hướng đi bất thường, những con đường bất thường, những cách bất thường để cung cấp nhu cầu cho chúng ta khi mà nhu cầu chúng ta đang cập bách. Đức Chúa chờ biết tất cả nhu cầu các bạn. Mặc dầu Ngài không cần thiết ban cho chúng ta mọi điều mình muốn. Vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ban chúng ta những điều chúng ta cần. Vì sự tham vọng của loài người không giới hạn. Cho nên điều này dẫn đến sứ điệp hôm nay của tôi là hãy chậm lại và chăm sóc đời sống tâm linh các bạn. Đời sống thuộc linh của chúng ta là cái máy động cơ để mang tất cả những tài sản và làm chúng hưng thịnh không cần biết chúng ta sống thế nào cuộc sống thì quá ngắn để mà lãng phí trên những việc mà không có giá trị lâu dài mãi mãi thật là quan trọng cho chúng ta phải xử lý những lĩnh vực vô kỷ lực trong đời sống của chúng ta bạn biết những chỗ nào trong đời sống của mình mà vô kỷ lực Hãy đọc kinh thánh sách Matthew đoạn 6 câu 19. Đừng chứa chấp của cải mình ở trên đất, nơi mà có mối mọt và rỉ sét làm hư, và nơi kẻ trộm lẹn vào và đánh cắp. Nhưng hãy tích chữ của cải mình trên thiên đàng, nơi mà không có mối mọt và rỉ sét làm hư hại và không có kẻ trộm lẹn vào và đánh cắp. Bởi vì của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chúng ta hãy đọc câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa trời và sự công chính của Ngài. Và tất cả những điều này sẽ được ban thêm cho các ngươi. Trong đoạn 6 từ câu 9 cho đến cuối đoạn, bạn thân tôi nhận thức rằng, bất cứ điều gì chúng ta trân trọng nhất sẽ điều khiển đời sống chúng ta, cho dù bạn thích hay không. Bất cứ điều gì chúng ta trân trọng nhất sẽ điều khiển chúng ta, dù bạn thích hay không. Những thèm muốn xác thịt là cho nhu cầu của chúng ta trong khi đó sự thèm khát tâm linh là cho vấn đề sự sống đời đời đức chúa giêsu biết rằng chúng ta cần những nhu cầu xác thịt để sống cho ngài nhưng ngài muốn chúng ta tìm kiếm nước đức chúa chờ và sự công chính của ngài hơn thì những điều khác sẽ đi theo sau đó nhiều người chúng ta chọn đi con đường xuống hơn là đi theo thứ tự lên thay vì đi từ 1, 2 đến 3. Thì nhiều người lại bắt đầu từ 3 và đi dần dần xuống. Xuống 1. Ở anh em, Kinh Thánh nói rằng, người nào thờ ơ việc hiện tại cho tương lai là đang hành động ngược lại với thứ tự của Đức Chúa Trời và với sự khôn hoàng. Nhiều người hôm nay chọn chú ý nhiều đến hoàn cảnh của họ và thờ ơ vấn đề quan trọng của sự sống mỗi ngày như thể nó là ngày cuối cùng của chúng ta trên đất. Ý tôi muốn nói gì? Bằng cách giao phó sự khó khăn ngày mai của chúng ta cho đắng đã mang sự khó khăn của chúng ta trên thập tự giá. Hãy hỏi chính mình, bạn đã trung tính trung tính với đắng bạn đã trung tính bao nhiêu với đắng đã bàn giá trị cho cuộc sống bạn hãy nhớ rằng chúa chờ biết hoàn cảnh của bạn và ngài ban cho bạn đủ ăn điện để đối diện với nó hãy nhớ rằng khi sự tập trung của bạn chỉ trên chỉ có việc trên kiếm tiền nhận của cải và sự nổi danh thì một phần lớn cuộc đời của bạn sẽ đi qua nó thật là một sự cám dỗ để sử dụng sức khỏe tốt của cải địa quỷ ý thế ý quyền để đo lường cuộc sống. Tuy nhiên, trên cán cân của Chúa Trời thì chúng nó nhẹ hơn cả hơ nước, hơ thở, không khí. Đừng quên rằng sự vinh hiển của thế gian là một điều cám dỗ cho tâm trí xác thịt. Nhiều người tìm kiếm tìm sự dễ bức khóa, tìm, tìm, tìm kiếm mối liên hệ mới, ờ bức uh, cải tưởng mới, mối, mối, mới uh, một mục tiêu mới. Nhưng tôi cho các bạn biết rằng sự vinh hiển thế gian là một sự cám dỗ cho một tâm trí xác thịt, cho một đời sống mà mang chúng. anh em? khi mà khi nào các bạn trải qua một sự khủng hoảng trong cuộc sống, có thể là trong sức khỏe trong mối liên hệ tiền bạc hay nghề nghiệp thì nó là một cơ hội để chúng ta chậm lại và chăm sóc cho đời sống tâm linh bạn phải hiểu rằng có một điều gì đó sai chặt ở nơi nào đó bất cứ khi nào bạn chạy một sự khủng hoảng trong cuộc sống có thể là trong giấc mơ trong khải tượng trong không gian nghề nghiệp trong định mệnh hay trong sức khỏe của các bạn thì nó rất quan trọng cho bạn phải chậm lại để chăm sóc đời sống tâm linh của mình bạn có phải là người trẻ hay già bạn là người giàu có hay nghèo bạn đang bệnh hay khỏe mạnh nó không phải bao nó không phải là quá trễ để mà chậm lại và chăm sóc đời sống tâm linh nếu bạn chờ mong có một thời điểm thuận tiện để làm điều này thì nó sẽ không bao giờ đến thời điểm đó sẽ không bao giờ đến hãy nói phải chậm lại và chăm sóc đời sống tâm linh của mình bạn có đang chán nản vì những gì cuộc sống đem đến không hãy nhớ rằng liều thuốc cho sự chán nản là học cách giao phó mọi khó khăn cho đắng mà đã mang sự khó khăn chúng ta trên cây tập tự giá những hoàn cảnh khó chịu không có nghĩa sẽ ở lại lâu dài. Chúng sẽ phải đi nếu bạn lấy con đường đúng. Những hoàn cảnh khó chịu không có nghĩa chúng sẽ ở lại lâu dài. Chúng sẽ phải đi nếu bạn chọn lối đi đúng. Hỡi anh em, nơi nào có ý chí thì nơi đó sẽ có lối thoát. Nơi nào có ý chí, có quyết tâm thì sẽ có lối thoát ra. Hôm nay lối thoát ra cho các bạn đã đến trong danh Jesus Christ. Tôi không cần biết thống kê để nói gì về bạn, nhưng nếu bạn làm theo lời chỉ dẫn này trong sự công chính, thì tôi nói với các bạn rằng lối thoát ra cho các bạn đã đến trong danh Jesus Christ. Lối thoát ra cho các bạn đã đến trong danh Jesus Christ. Hãy nhớ rằng khi bạn lo lắng về hoàn cảnh của mình, hãy nhớ rằng khi bạn lo sợ, lo lắng thì bạn không phân biệt được đâu là sự cung cấp của Chúa Trời và mọi nhữ của quỷ sa tăng trong lúc giải tỏ hoàn cảnh của các bạn. Khi quỷ Satan tăng cho các bạn điều gì bằng cánh tay phải điều gì đó trông có vẻ là bình an bằng cánh tay phải của nó thì nó sẽ lấy đi những gì đời sống của bạn nương tựa cần bằng cánh tay trái của nó đây là tại sao Chúa Giêsu đã nói trong sách dân đoạn 14 câu 27 rằng ta không ban cho các ngươi sự bình an như thế gian ban cho sự bình an mà đấng Chris ban cho thì có giá trị hơn nhiều với sự bình an của thế gian. Sự bình an của thế gian bị giới hạn bởi thời gian. Trong khi đó, bình an của đấng Chris là đờ đờ vĩnh cửu. Sự bình, sự bình an, sự vui mừng, sự thoải mái mà bạn vui hưởng tùy thuộc vào sự bứt phá đến từ nơi đầu. Chúng ta hãy học bài học từ ông Zacchaeus trong sách Luca đoạn 19 câu 9. Là một người đã bỏ hết cả cuộc đời đi tìm những vật không có giá trị lâu dài. Cho đến khi ông ấy hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và ông ấy đã vươn ra để gặp Chúa Giêsu và sự cứu rỗi đã đến với nhà ông ấy. Hỡi anh em, bạn chỉ cần kinh nghiệm Chúa chờ cho đến khi chúng ta trải nghiệm Đức Chúa chờ thì sẽ không có sự thỏa mãn trong đời sống của chúng ta. Ý tôi nói là phải có sự đói khát để biết đời sống là gì. Một sự khao khát để biết chuyện gì xảy ra sau cuộc sau cuộc đời, sau cuộc sống. Sao cuộc sống này qua đi thì bạn càng phải kinh nghiệm đức chúa chờ đây là điều mà tôi đã học được từ cha thuộc linh của tôi từ sư phụ của tôi nhà tiên tri tb joshua hãy khao khát đức chúa chờ trước tiên hết thì mọi thứ sẽ được ban cho theo hãy nói với nhau hãy chậm lại và chăm sóc đời sống tâm linh của mình chúng ta hãy lạc qua kinh thánh sách roma đoạn 8 Roma đoạn 8 Vậy hiện nay không còn sự lên án kết tội nào cho những ai ở trong đắng giê xu Christ. Chúa cứu thế, giê -xu. là những người không sống theo xác thịt nữa mà theo thánh linh. Hãy đọc câu 5 và câu 6 vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí mình cho những điều của xác thịt nhưng ai sống theo thánh linh thì nghĩ đến những điều của thánh linh ưa thích trong câu 6, vì tâm trí theo xác thịt là sự chết nhưng tâm trí theo thánh linh là sự sống và bình an thì dẫn đến sự sống và bình an Hãy hỏi người bên cạnh rằng Thật là ngu dại để chăm những điều cần Nhu cầu của mình mà không chăm Cho có mối liên hệ giàu mạnh với Đức Chúa Trời Hãy nhớ rằng những ăn phúc của thế gian làm giàu mạnh thân thể tạm thờ trong khi phước lành của đấng Christ làm giàu mảnh linh hồn cho sự sống đờ đờ hay nói một cách khác khi bạn chăm lo đời sống thuộc linh bạn sẽ nhìn thấy chính mình theo cách đức chúa Trời nhìn thấy bạn chỉ khi đến chỉ khi đó bạn mới chết với những lời nói mà hoàn cảnh bạn tạo ra và sống động trong đấng Jesus Christ trong lời Chúa Giêsu nói. Hỡi anh em, khi chúng ta đến gần năm mới, hãy quyết định hôm nay chúng ta sẽ chạy đua cho cuộc chạy cho ai. Bạn có muốn tiếp tục chạy cho những khao khát của xác thịt hay là khao khát của tâm linh? Hãy nhớ rằng những ai đặt trong cậy nơ đắng Jesus Christ sẽ tìm thấy Ngài là đủ tất cả và thấy hạnh phúc của họ sẽ duy trì mãi mãi. Hãy sống vì sự sống đời đời và rồi chúng ta sẽ đảm bảo, củng cố mọi thứ có sẵn ở trong đó. Ơn ừ, cứu rỗi linh hồn là có sẵn, thịnh vượng thì có sẵn, sức khỏe tốt thì có sẵn, sự chỉ dẫn và tự do thì có sẵn. Nếu bạn bắt đầu ngày hôm nay chăm sóc đời sống thuộc linh của mình, đây là sứ điệp cho các bạn ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước trên lời Ngài ở giữa lòng các bạn trong danh giê -xu. Amen. Nói rằng có một việc khác quan trọng hơn là hoàn cảnh hiện tại của tôi, đó là đời sống tâm linh của tôi. Trong danh Jesus. Cảm ơn Jesus. Amen.